Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học hôm nay. Như vậy là các bạn đã đi được gần hết chặng đường của việc nghiên cứu môn học kiểm toán. Theo syllabus thì các bạn đã gần như hoàn thành được giai đoạn 4 của bài assignment của mình. Và như vậy thì tôi xin được gửi lời chúc mừng các bạn. Các bạn đã rất là cố gắng và nỗ lực trong thời gian qua và kết quả xứng đáng sẽ được dành cho các bạn. Việc các bạn ngồi ở đây hôm nay để nghe bài học này chứng tỏ rằng các bạn đã có một kết quả tốt nhất định trong môn học kiểm toán. Trong bài học hôm nay thì bài học ngắn thôi, tôi xin được giới thiệu về bài tổ chức và quản lý kiểm toán. Trong bài học hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn những vấn đề, những cái khái niệm cơ bản nhất để các bạn có thể hiểu được công tác chuẩn bị kiểm toán như thế nào, tổ chức quá trình kiểm toán cần có những cái vấn đề gì và quá trình kiểm toán thì cần có cái sự tổ chức giấy tờ và hồ sơ kiểm toán, đồng thời cũng để kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, tôi sẽ trình bày sơ qua về vấn đề này. Việc quy định về tổ chức và quản lý kiểm toán thì được nêu nhiều ở trong chuẩn mực là 220 và 910, nhưng mà cũng có rất là nhiều chuẩn mực liên quan, các cái tài liệu khác đề cập đến những cái nội dung nhỏ trong các vấn đề này, các bạn có thể tìm hiểu. Có thể xem được một quá trình kiểm toán như là việc các bạn thực hiện từng bước công việc của mình từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Thì mỗi trong một giai đoạn thì các bạn cần có những cái công việc tôi gọi rằng đó là những căn phòng. Các bạn sẽ đi khám phá và tham quan hầu hết các căn phòng trong một cuộc kiểm toán. Đầu tiên, căn phòng thứ nhất đó chính là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc kiểm toán. Có những bước cơ bản như sau. Bước thứ nhất đấy là tiếp nhận khách hàng. Trong giai đoạn này, đầu tiên các bạn sẽ đi tìm hiểu sơ bộ về khách hàng, tìm hiểu những nét chính như là lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, ngành nghề kinh doanh, những cái vấn đề nổi cộm trong cái hoạt động của doanh nghiệp, ban lãnh đạo và cũng như là một số vấn đề, tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến thị trường, đến khách hàng, đến những yếu tố của cái lĩnh vực mà khách hàng đang hoạt động. Trong quá trình tìm hiểu này thì các bạn sẽ đi đánh giá cái lý do mà khách hàng mời kiểm toán, bởi vì mỗi khách hàng tìm đến kiểm toán với rất là nhiều lý do khác nhau. Có thể đó là việc kiểm toán để nâng cao hoạt động của doanh nghiệp, cũng có thể kiểm toán để có thể là hoàn thiện hơn một cái cơ chế, một cái bộ phận nào đấy trong doanh nghiệp, hoặc cũng có thể cái việc mà mời kiểm toán đến cũng chỉ là một cái phần để hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng, phục vụ một mục đích nào đấy. Nhưng mà dù lý do của khách hàng đưa ra là gì thì kiểm toán viên đơn vị công ty kiểm toán cũng đều phải đánh giá để tìm được cái lý do mà chính đáng nhất mình để được kiểm toán. Sau khi mà đánh giá lý do của khách hàng thì chúng ta sẽ đi xem xét được là khách hàng của mình yêu cầu những gì. Thông thường thì khách hàng yêu cầu ở hai vấn đề. Thứ nhất đấy là xác nhận và thứ hai là tư vấn. Nhưng có một số khách hàng có những yêu cầu mà ngay cả đơn vị kiểm toán không thể đáp ứng được. Thì lúc này việc xem xét những yêu cầu có thể là nghe khách hàng trình bày hoặc là có thể làm một cái văn bản gì đấy để có thể xác nhận được cái yêu cầu này là rất quan trọng. Điều này nó liên quan đến những cái vấn đề về pháp lý sau này của các bạn khi các bạn đã ký hợp đồng kiểm toán rồi, nhưng mà lúc này các bạn mới đề cập đến cái yêu cầu của khách hàng thì có những yêu cầu các bạn không thể thực hiện được thì lúc này các bạn lại ở vào thế bị động. Sau khi mà chúng ta đã xem xét được những yêu cầu của khách hàng và đơn vị kiểm toán cảm thấy rằng mình có thể thực hiện cái cuộc kiểm toán này thì sẽ đưa ra những điều kiện để về chi phí, về cách thức làm việc và tất cả những cái vấn đề pháp lý liên quan và tiến hành ký hợp đồng đối với khách hàng.